Anh em nào nuôi gà Kỳ Lân là liên hệ mình nha. Gà Kỳ Lân chuẩn này, chuẩn giống này, bốn móng này, năm móng này, đủ màu nha, màu vàng này, màu vàng con màu bông này, màu bông này, màu đen, tuyết tuyết này, tuyết tuyết nó tinh, còn này năm móng, này màu xám này, có màu xám này đẹp này, xám xi măng. Đó, gà đúng chuẩn là như vậy nè, lông chân nó rất là nhiều, con này năm móng này, lông chân nó đã không.